Sáng 9 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mỹ Đức nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố do đồng chí Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội làm phó trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Đức, nhà trường có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức công tác bán trú. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đánh giá, qua kiểm tra thực tế, bếp ăn tập thể trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Đức được đầu tư khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, sạch sẽ đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà trường cần lắp lưới chắn côn trùng tại khu vực phòng ăn và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức phun thuốc diệt côn trùng định kỳ, những lỗi này nhà trường cần sớm khắc phục. Ngay sau buổi kiểm tra tại trường, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về công tác an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cùng đại diện Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện đã có báo cáo về kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm huyện Mỹ Đức năm 2023. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 475 cơ sở, trong đó tuyến huyện kiểm tra được 81/218 cơ sở, tuyến xã thị trấn kiểm tra được 394/6745 cơ sở. Tổng số cơ sở vi phạm là 23 cơ sở, trong đó số cơ sở tuyến xã thị trấn nhắc nhở là 17 cơ sở. Tuyến huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện xử phạt 6 cơ sở với số tiền là 12 triệu đồng. Ông Trần Ngọc Tráng, trưởng phòng Y tế huyện Mỹ Đức, cũng đề xuất hiện địa bàn huyện Mỹ Đức rất thiếu các công trình cấp nước sạch, nhân dân phải tự khoan giếng đào hoặc xây bể hứng nước mưa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thanh Phong nhấn mạnh, sau khi kết thúc tháng hành động vì an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn khu công nghiệp. Và tổng hợp kết quả theo tháng, theo quý gửi về Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, trên địa bàn huyện Mỹ Đức có rất nhiều lễ hội, đặc biệt là khu vực Chùa Hương đón lượng du khách rất lớn trong 3 tháng lễ hội đầu năm. Do đó, sau khi kết thúc tháng hành động vì an toàn thực phẩm, huyện vẫn tiếp tục công tác thanh kiểm tra, chỉ đạo sát sao chỉnh đốn công tác an toàn thực phẩm tại các quán ăn vỉa hè, nhà hàng kinh doanh ăn uống, phục vụ nhân dân. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học. Chủ Hương lại có 3 tháng xuân hội. Trong 3 tháng xuân hội đó thì các xã tổ chức coi như là lễ hội truyền thống rất nhiều. Thế sau đó thì đã tất cả các hoạt động ăn bán trú của học sinh trên địa bàn rất nhiều. Gần như bây giờ là mầm non, cuối mầm non là gửi con ở lại là ăn bán trú. Thế cho nên là cái việc này là rất cần thiết trong cái việc an toàn thực phẩm cho các con. Và kể cả là hàng quán vỉa hè, đường phố và bán phục vụ cho nhân dân ấy,